Đây, vườn xoài, quả xoài nhà mình nhá. Quả nhỏ, quả to có hết, đầy đủ. Khá vựng. Hai quả to nhất vườn. Đây, cây cam không có quả nào. Nhìn xoài chán chưa? Xoài như này, mấy cái xoài. Đây, lại một quả quá to. Nghe. Rồi lấy nữa. Mỗi cây mỗi gốc thì có một quả, hai quả. Quả nhỏ thì có, quả to có kèm nhau. Chán. Đây, chán mọi người ạ. Con trâu lại húc cây gáy. Con trâu nhà hàng xóm gáy húc làm gáy 4-5 cây rồi, toàn cây to hết, thế mới chán. Quả nhỏ to hơn ngón tay tí. Quả này khá to này. Quả cam chưa gì đã chín rồi, chưa gì đã vàng chín rồi. Con cây này được này, ra được mấy quả, quả được này, nhìn được này. Đây. Chín chưa mọi người? Chưa gì đã đỏ rồi. Đỏ vàng rồi. Chưa gì. Những cây mình phải gáy đi nhé.